Cha nói gì cha? Cha nói đi đâu rồi? Đây nè. Cha đi được. Dắt con đi. Con quẹt. Con quẹt xin là. Kệ à. Đó. Đó qua coi con gì đó. Cũng ừ, này đi vô đi. Này đi vô nè. Thì đi vô coi. Coi nó. Rồi vô đi. Thì vô gờ đi cả từ. Kìa kìa, lên đây, lên đây, khủng long nó mới kêu. Lên đây. Lên đi tin. Ôi. Khủng long nó dài dữ. Không phải, dính nè. Cởi khẩu trang nha tin, cởi khẩu trang nha. Cởi khủng long luôn. Nhìn mẹ nè tin. Tin. Từ 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 từ. Đeo khẩu trang vô đi con. Trời đỡ mình té. Con nhiều nó kêu rồi. Ồ, khủng long xanh la kìa. Trời, nhỏ tí. Lên đây coi tê giác giả kìa. Kìa kìa. Lá bao chuồng tê giác kìa. Vô coi tê giác kìa đi. Người ta đi coi hú về kìa. Đi, coi tê giác kìa. Coi bắn đầu coi. Vậy đâu hả? Phải không? Còn ngược. Phải không? Rồi tí lại coi. Tê giác đây nè. Nữa. Đây cũng có mấy món gì đó. Tôi vác đây nó xong rồi. Ủa? Nghe chuồng này có không được ta? Tê giác. Tê giác. Ủa? Tê giác. Tê giác. Tê giác. Tiếng này coi được rồi nè. Tê giác. Sao có hai con hả? Há trời. Đi bộ đi, giảm cân khát khát. Đây ngồi đây coi tê giác được rồi. Há trời. Hai con hả? Hết rồi.
hâm bò. Tại con rùa. Đi 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 đi. Ui, nó thấy con rùa đây nè. Con rùa đây. Đây đây. Nãy giờ nó nói rùa nằm dưới mặt đất, không biết ra đây nè, con này mới nằm dưới mặt đất. Nãy giờ không thấy rùa này luôn á. Tin nhìn tin đó kìa, lá đầu kìa. Nó thụt vô nữa rồi. Nó biết nè. Đó, nó đưa cái đầu ra, nó nhìn con tìm. Nó nhìn kìa, nó lại chui vô nữa rồi. Qua đây chụp không lâu. Tin kìa, tin nó nhìn kìa tin. Ô. Tin đi kìa, tin. Ô, đi luôn kìa. Nó xấu hổ, nó đi kiếm chỗ che mặt nó đi. Rồi, cái trốn rồi, tin ơi, đi chứ thôi. Đi đi, tin. Đi đi, đi, tắm nè, đi. Điện chặt vô. Đi. Không gọi cái mô mai nè. Không gọi cái mai nè. Cha cha là nó nhặt xuống trên đầu đó. Đúng không? Rồi, đi. Nhảy chân đó. Đâu lại con à? Ngồi với nó. Mấy đứa bé ngồi vịn vô nha. Mình qua hồ bơi ha sao? Hồ bơi, hồ bơi. Chắc coi lại chút nữa mình ra ngoài là mình coi cái nào ở ngoài cổng. Hồ bơi bơi rồi. Bơi rồi hả? Bơi rồi mấy ngày đây. Hồ bơi. Con bơi hồ. Hồi nãy con chưa bơi luôn á. À. Qua hồ bơi trước rồi. Con chưa bơi luôn á. Chưa bơi nữa chút xíu này. Nè, đó một con chưa. Mấy đứa này mới bơi xong không? Mấy đứa này nắng ăn thế này. Hồi nãy con chưa bơi luôn á. Rồi giờ con bơi nè. Chưa bơi luôn á. Ở đường này là đường qua hồ bơi. Ôi, sâu nó quất tên nè. Hay sao? Ôi, con sâu. Ngồi dịnh nghe chưa? Thiên nghe. Thiên nghe ngồi riêng. Ở bên đó là cái gì vậy? Bên này là cũng còn lấy. Cái này là quan giả. Quan giả à, mấy người mà ngồi xe. Đúng rồi, ngồi xe lồng á. Xe lồng nghe đây. Rồi hai con cá coi thì mình sẽ bỏ xuống còn cá coi trước, ba từ từ nha. Cái này cũng chụp hình nữa. À, cho chụp hình ở đây vô mấy nhà này cho. Ok, còn cá coi đằng sau lưng nha. Rồi vô, cá coi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.